J-Hope BTS chính thức ra mắt solo, hóa Sumi cực ngầu, thu về thành tích khủng. Vừa mới ra mắt, J-Hope BTS đã nhanh chóng thu về những thành tích khủng. Có thể nói, màn debut solo của anh chàng với MV chủ đề Ocean đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. BTS đã tập trung vào các hoạt động nhóm trong 9 năm, chương 1 kết thúc và bắt đầu chương 2 trong sự nghiệp, tập trung hơn vào các hoạt động solo để làm nổi bật cá tính của từng thành viên. Album solo đầu tay của J-Hope là phát súng đầu tiên, đánh dấu cho sự mở đầu một hành trình mới của bản thân và BTS. Album ra mắt solo của J-Hope, Jack in the Box, bao gồm 10 bài hát. J-Hope không chỉ tham gia vào quá trình sáng tác mà còn lên kế hoạch tổng thể cho album, bao gồm việc lên ý tưởng, thiết kế. Nam rapper của BTS còn trực tiếp lên ý tưởng cho MV để sản phẩm debut mang đúng bản sắc của bản thân. Ca khúc mở đường More và Ocean là hai ca khúc chủ đề mang thông điệp cốt lõi của album với đồng thể loại, mạch câu chuyện được nhất quán. Cả hai đều được J-Hope đặt niềm đam mê, sự chân thành, những góc khuất trong tâm tư nhằm thể hiện cái tính âm nhạc, cái tôi chưa từng được công khai trước đó của chính bản thân. Và đúng vào 11 giờ trưa ngày 15 tháng 7, theo giờ Việt Nam, J-Hope đã chính thức bắn phát súng đầu tiên cho hành trình quảng bá cá nhân của 7 chàng trai BTS. Như đã thông báo từ trước, album solo Jack in the Box và MV chủ đề Ocean sẽ cùng lên kệ vào ngày giữa tháng 7. Giữ đúng tinh thần độc đáo hơi hướng kinh dị như MV mở đường More phát hành hôm 1 tháng 7, Ocean khiến fan ngỡ ngàng hơn nhờ tạo hình của J-Hope. Sau hơn 2 giờ ra mắt, MV đạt 2,8 triệu lượt xem. Không còn là chú hề đáng sợ trong More, J-Hope với Ocean đã chuyển sang một kịch bản khiến fan rùng mình hơn. Anh chàng nghệ chính của BTS xuất sắc biến hóa trong hình tượng zombie, chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cùng với phần tạo hình lạ lẫm, âm nhạc của J-Hope cũng khiến dân tình khó đoán với chất hip-hop được sử dụng xuyên suốt chứng minh cá tính âm nhạc mạnh mẽ của anh chàng. Thế nhưng cũng chính vì âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân J-Hope mà sẽ có phần khó ngấm với số đông. Ocean là tiếng nói tiêu biểu thể hiện tinh thần của album Jack in the Box, nơi J-Hope bày tỏ khát vọng, nỗi khổ sở và những nhiệt huyết chực chờ căng tràn bên trong. Phong cách độc lạ, âm nhạc hip-hop và phần lời cô đọng ý nghĩa, Ocean đã khiến cộng đồng fan bùng nổ và cảm thán J-Hope chất đến dựng tóc gáy. Bên cạnh đó, cũng không thiếu những ý kiến cho rằng âm nhạc của J-Hope mang đậm tính nghệ thuật nên không hợp thị hiếu số đông người nghe và không đánh vào thành tích như các sản phẩm trước của BTS. Dẫu vậy, J-Hope vẫn thu về loạt thành tích đáng nể với lần debut solo này. Theo đó, ca khúc Ocean debut vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Worldwide iTunes Song Charts và nhanh chóng đạt vị trí số 1 bảng xếp hạng Daily Billboard Hot. Trong khi đó, MV Ocean đạt vị trí số 1 trending YouTube Worldwide. Ngoài ra, album solo Jack in the Box cũng debut với 89 điểm trên Metacritic và là album được đánh giá cao nhất đối với nghệ sĩ solo Hàn. Trước đó vào ngày 1 tháng 7, J-Hope đã phát hành MV solo mang tên More. Đây là ca khúc mở đường cho album Jack in the Box, sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo của nam rapper nhóm BTS. Theo Simbi, chỉ sau một ngày phát hành, More của J-Hope đã đạt vị trí top 1 trên các bảng xếp hạng iTunes ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tính đến 7 giờ sáng, theo giờ Hàn Quốc, ngày 2 tháng 7, More đã dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes Top Song ở ít nhất 84 khu vực khác nhau, bao gồm Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Pháp và Đan Mạch. MV ca khúc phát hành trên YouTube cũng đã vượt qua con số 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 10 giờ 11 phút sau khi phát hành. Ở màn ra mắt solo này, J-Hope được đánh giá là có sự lột xác đáng kinh ngạc từ âm nhạc cho đến hình ảnh. Trái ngược với chàng trai tươi sáng trong quá khứ, J-Hope hóa thân vào hình tượng ma mị và có phần đáng sợ. Với chất liệu hip-hop đặc trưng, tiếng trống dồn dập, More kể câu chuyện bên trong chiếc hộp cũng là mặt tối bên trong con người của chàng trai. Sắp tới, J-Hope sẽ xuất hiện với tư cách là một trong những nghệ sĩ chính biểu diễn vào ngày cuối cùng của lễ hội âm nhạc Mỹ Lollapalooza 31 tháng 7. Đây cũng là lần đầu tiên thành viên của BTS chính thức biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc quốc tế. Các ca khúc mới trong album Jack in the Box sẽ được J-Hope trình diễn tại Lollapalooza. Chia sẻ về việc tại sao lại chọn biểu diễn tại Lollapalooza, nam rapper cho biết mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ đó, nên là nếu các bạn có thể đến tận nơi để xem thì sẽ rất tuyệt đó. Một khi đã nghe toàn bộ album thì các bạn sẽ hiểu rõ vì sao mình lại chọn biểu diễn tại lễ hội Lollapalooza và tại sao mình lại dám thử thách bản thân biểu diễn ở đó với tư cách là trình diễn solo. Mình đã có thể chọn biểu diễn trước mặt fan, những người luôn yêu thương mình và cả màn trình diễn của mình nữa. Tuy nhiên, mình đã chọn Lollapalooza để thử thách giới hạn của bản thân, biểu diễn trước những người yêu âm nhạc và kể cả không phải là fan đi chăng nữa.